Công viên 23 tháng 9, bên kia là khách sạn New World 5 sao đó. Bên phải là cái đại công trình của vùng xe Bến Thành. Và đây là McDonald's số 2 Trần Hưng Đạo, quận Nhất, rất là sang chảnh. Và ngay bên hông trên đường Phạm Ngũ Lão thì đây là cái quán cà phê nước ngọt đã 40 năm rồi của cụ Định, gần 90 tuổi. Từ bán từ thu tiền rất là minh mẫn, và ngoài đình là có thể nói được năm thứ tiếng nha các bạn, từ Anh, Pháp cho đến Tàu cho đến tiếng Cam, và cả tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt Nam nữa. Đó, trời mưa cũng đuổi thổi à. Con sáng ngày có anh con trai dọn ra giúp giùm, chiều có một anh đón thay phiên nhau. Gói thứ nhất ngoài đình chỉ bán có 22.000 cho khách thôi, rất là rẻ. Tại cái nơi mà Sài Gòn đắt đỏ, ngay cái trung tâm quận Nhất này. Một mình lủi thủi bên những cái bàn ghế nhựa này, những cái thùng xốp nho nhỏ đựng đá, đựng chai nước suối, nước ngọt, ướp lạnh, và một cái tủ nhỏ xe đẩy đựng những cái ly, những cái vật dụng để buôn bán hàng ngày. Cụ đã bán được đây đã 40 năm rồi, và một năm nào cũng bán, mưa gió cũng phải bán, không có nghỉ ngày nào hết. Một mình mặc áo mưa cho khỏi ướt, lưng đã còng rồi, dân da đã nhăn nheo, là lũ tuổi hàng ngày có một mình thôi. Vì sao không lạnh? Tại vì nó không lạnh thôi. Dạ. Khỏe, mình có sức khỏe mà. Dạ. Thì mưa gió này vẫn bán chứ ngoài ha? Vẫn bán chứ thường. Dạ. Hàng ngày là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Hàng ngày á thì bán 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Dạ. Là bán một chỗ đây thôi. Bán một chỗ này là không có bán chỗ nào hết. Dạ. Rồi 5 giờ sáng là ai có ai ra phụ ngoài đền không? Thằng con trai đưa ra. Rồi buổi đưa chiều. Ra rồi nó dọn ra. Dạ. Rồi buổi chiều cái thằng con trai khác dạ. Dọn vô rước về. Dạ. Thằng đưa ra thằng rước về. Hai thằng con trai. Thằng ngoài đền ý là ông ngoại ở nhà là là con không ạ? Mất rồi, mất hôm nay nữa là 8 năm rồi. Dạ. Chứ ông còn sống ông có hai phụ ngoài đình không? Ra đây ông phụ. Dạ. Rồi ông chết rồi thôi. Dạ. Nên nhà mình lấy ông bà là có mấy người con ạ? Ba người con á thầy. Dạ. Hai người con trai, một người con gái. Dạ. Con gái có chồng theo chồng. Dạ. Rồi. Hai anh con trai mình vừa làm gì? Dạ, nó làm việc ở ngoài nhà sách ở cái xa đó. Dạ. Nguyễn Huệ đó. Dạ. Thằng làm Nguyễn Huệ, thằng làm ở trường học Nguyễn Huệ luôn. Dạ.
Còn chị gái nhà lấy chồng sao mà? Chị gái lấy chồng sao chồng luôn, không có về nhà. Ở đâu ạ? À? Ở anh rồi dắp á. Tên thật là Trần Thị Định. Trần Thị Định, 90 tuổi. Bà người là gốc ở đâu ạ? À? Gốc ở gần Tây Ninh đi lên á, gần Campuchia. Dạ, là giáp biên giới đó. À, biên giới đó. Dạ. Mà buôn bán ở đây được bao nhiêu năm rồi ạ? À? Mới có 40 năm à. Mới 40 năm? Ừ. Từ hồi nào đến giờ ạ? Từ ngày giải phóng vô tới giờ. Dạ. Là nghe đồn là cụ nói được rất là nhiều thứ tiếng nước ngoài đúng không ạ? Vâng. À, tiếng Anh nè, tiếng Pháp nè, tiếng Tàu nè, tiếng Campuchia nè. Dạ. Đó. Cụ có thể nói vài câu tiếng Pháp cho mọi người nghe được không ạ? Dạ. À, ra đường mà đam. À, sao phải đi? Rồi. Đi nha. Thì bắt đi mặc xe. Bắt đi mặc xe. Là đi chợ đó. Dạ. Cụ rất là minh mẫn. Đừng sẽ nói vài câu tiếng Anh cho chúng ta nghe nè. Tiếng Anh nha. À, I love you. You go. You go mặc xe. You go market. Bắt đi. Dạ. Là đi chợ Bến Thành đó. Dạ. À. Market Bến Thành. Market Bến Thành. Rồi. À. Là nước là nói sao ạ? À. À. Nước uống á. Nước uống nè. Cái như qua. Là cái chai nước này mà nói tiếng Anh là nói sao ngoài ha? Water. Water. You buy water. Còn cái chai đó là Twitter. Đây là Twitter. Dạ rồi. Bây giờ đã lưng đã còng rồi, tay chân đã teo ấy rất là dễ, rất là ấy rồi, 90 tuổi rồi các bạn, không còn ấy nữa, nhưng mà rất là minh mẫn, nói được 5 tiếng và cụ còn nói được cả là tiếng Tàu nữa. À, có thể nói vài câu tiếng Tàu cho mọi người nghe được không ạ? Tiếng Tàu á, để hôi bánh tàu, dạ. Để hôi hàng cái hả, là đi đâu đi chơi hả? Dạ. À, để xếp thành chỗ, dạ. Xếp thành ăn cơm đó. À. Dạ. Tiếng Campuchia ạ. Campuchia ạ. Tôi na. Vâng em tôi na. Tôi lên hả? À tôi xa. Là đi đâu? Đi chợ hả? Dạ. À, đi chơi phải không? Dạ. À. Nước mà nước lọc mà nước suối mà. Nước lọc từ 10.000. À water 10,000. 10,000 là 10,000. 10,000 là 10,000. Twitter là 15. 15 là 15,000 đó. Đúng. Rồi, cigarette. Cigarette là thuốc hả ngoại? À, thuốc đó. Thuốc thuốc caravan thì bao nhiêu tiền ạ? Caravan là vé đi bay là 25,000. 25,000. Dạ, còn ba số ạ? Ba số là đi thai là tí thai. Thích tí thai. Thai là 35. 35 ngàn. Hai. Thì nói được nhưng mà ngồi có viết được không? Biết chứ. Biết viết tiếng Anh được không? Hả? Biết viết chữ không? Đâu có biết nói thôi chứ đâu có học đâu mà viết. Dạ dạ. Rồi gọi là tiếng bồi đó. Ừ. Con trai á. Dạ. Đứa nào nó cũng lo hết để. Nhưng mà mấy ảnh có bắt ngoài phải ở nhà nghỉ rồi không cho ngoài đi bán không? Có, tôi đâu có chịu. Tôi hả nó kêu tôi nghỉ, tôi bây giờ tôi mẹ nghỉ ở nhà không? Mẹ nằm lên nằm xuống là mẹ bệnh mẹ chết chịu không? Nó nói gia tài còn có một mình mẹ mà mẹ chết thì tụi con buồn lắm, không được. Rồi nó mát cho bán vậy đó chứ nó không cho. Là quê ở Tây Ninh nhưng mà mình xuống đây là... À, hồi xưa sao không ở trên quê ạ? À? Tại cây giặc Campuchia. Hồi xưa là chiến tranh biên giới với Campuchia. Bon Bot đó. Bon Bot. Là xuống đây với ai hả cụ ha? Xuống đây bà mẹ. Dạ. Rồi trước đây mình xuống mới xuống thì mình làm cái gì? Xuống làm đi làm công cho người ta. Dạ. Thì làm công cho người ta rồi trước đây còn làm gì nữa không? Tao làm công rồi cái cho bà mẹ ở đó. Mà mẹ ở đó ăn cơm. Dạ. Rồi mình làm không có lấy tiền. Dạ. Làm được 4 năm. Dạ.
làm cho người ta để lấy chỗ ở thôi đó, với lấy chỗ ở thôi, xong rồi hai ăn cơm nuôi mẹ đó. Đúng rồi, nuôi mẹ đó, nuôi mẹ là buôn bán vậy thôi. Dạ. Buôn bán vậy, nuôi mướn nhà cho mẹ ở. Dạ. À, rồi mình đi bán, mẹ ở nhà nấu cơm cho mình ăn. Dạ. Đó. Để tới bây giờ luôn. Dạ. Mình ở với mấy anh con trai là nhà ở đâu ngoài ha? Nhà tôi ở đó, dạ, bên quận 4. Đường nào ạ? À? Đường Tông Tích Thiết. Dạ. Đó, gần kho muối á. Gần kho muối đó. Ừ. Còn anh, mấy anh ở riêng. Dạ. Có anh con trai út thì ở chung thôi. Dạ. Còn anh lớn thì ở riêng. Dạ. Vì sao mình lại biết được nhiều thứ tiếng nước ngoài vậy ạ? À? Tại vì ngày xưa đó, tôi đi sửa sắc đẹp cho mấy bà đó. Dạ, đi sửa sắc đẹp cho mấy bà là... Làm mặt cho mấy bà đó. Mấy bà đầm á, phải không? Mấy bà đầm đó. Dạ. Rồi lại nhà bà đó làm. Dạ. Mỗi cái mặt vậy nó đồng bạc. Dạ. Rồi cái bà nói hồi cái là học được luôn. À, bà nói mình làm viết mình nghe được. Ví dụ như mình cái gì này, cái gì đó. Hỏi cái này nó cái gì. Thì bà nói cho mình nghe rồi mình biết luôn tới giờ. À, buôn bán như này thì ngoài đường là mưa gió rồi nắng nôi, mưa nước nôi thì có bệnh tật gì ông ngoại? Không. Từ hồi đó giờ không có bệnh. Dạ. Ướt hết rồi cái khô lại thôi. Dạ. Từ ngày giải phóng vô tới giờ nó không bệnh gì hết. Không bệnh đâu. Không có bị đau. Trời cũng thương quá bà. À, trời thương vậy. Ở đây là ngoài hồi xưa giờ ngoài bán là toàn là nước với là cà phê cho những người nước ngoài không, nước ngoài không. Và có những người mà xa xứ lâu năm mà người Việt kiều rồi có về hay ghé ngoài không? Có. Người ta uống cà phê chơi thôi ở ngoài. Ừ, ta uống cà phê. Rồi người ta thấy mình cho tiền mình. Thấy tội thương quá người ta cho tiền. Già cả rồi đó mình bán rồi không có. Lúc mà còn ông thì hai ông bà. Hai ông bà mà nó hạnh phúc lắm. Có hai cãi nhau đồ không ạ? Không, ở 60 năm mà không có cãi nhau. Dạ, vì sao vậy ạ? À, tại vì ông nhịn bà nhịn ông. Dạ. Không có gây gỗ. Dạ. Mình bán lòng lề đường như thế này thì mấy cô chú rồi anh phường bên quận đồ có hay đô thị đồ hay dẹp không? Không, không dẹp. Nó không còn đem bắt là bàn ghế với bà không còn đem cho. Dạ. Ta tập thương lắm. Dạ. Lúc mình ăn ở đàng hoàng giờ cả rồi không có bánh lớn bánh gì không? Dạ. Đó. Lúc trước bán đắt lắm. Thành ra đâu có giọng gì. Dạ. Chứ lúc này bán ế cũng phải chịu thôi. Chứ đâu có giờ đi đâu được. Dạ.